Tết trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cách làm, trình bày về một ý kiến, trình bày về một sự việc hiện tượng trong đời sống. Thì tiết này chúng ta sẽ học thêm một dạng tập làm văn trong phần kết trong sách kết nối tri thức 7 nữa, đó chính là viết bài văn kể về một sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử. Thì ở cái phần này chúng ta có thể kể về các nhân vật lịch sử mà chúng ta thường biết, đó là những vị anh hùng đã có cống hiến trong sự nghiệp trong cái sự nghiệp đấu tranh của đất nước Việt Nam. Cũng có thể các bạn tìm hiểu tới một nhân vật ở ngoài nước ta, chẳng hạn như là những cái nhà bác học, những nhà khoa học đã có những cống hiến cho sự phát triển của nhân loại. Thì ở đây cô và chúng ta có thể viết về các nhân vật như là các nhân vật lịch sử như là Bác Hồ, anh Kim Đồng, người anh hùng Nơ Trang Lơn, Vừa A Dính, Phan Đình Giót, hay là chị Võ Thị Sáu, hay là Ngô Quyền với chiến thắng sông Bạch Đằng. Tuy nhiên ở đây thì các bạn nên nhớ giùm cô, ở đây là kể về một sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử. Thì những nhân vật lịch sử này cô đã đưa ra rồi, thì chúng ta sẽ kể về những cái sự việc có thật liên quan đến những nhân vật này. Ví dụ ở Bác Hồ, các bạn có thể kể về cái việc Bác Hồ, về cái sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào tháng 6 năm 1911. Hay các bạn có thể kể về cái sự kiện Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Rồi đối với anh Kim Đồng thì các bạn có thể kể về những chuyến đi liên lạc của anh Kim Đồng. Tương tự như vậy, Nơ Trang Lơn, Vừa A Dính, Phan Đình Giót hay chị Võ Thị Sáu, các bạn có thể kể về các sự thật, sự việc có liên quan đến đến lịch sử ha, đó, và đảm bảo cái yêu cầu đó là một sự việc có thật. Ở đây thì cô đưa ra một số cái sự kiện lịch sử, ví dụ như ngày 10 tháng 3 năm 1975, chiến thắng Buôn Ma Thuột. Thế các bạn có thể kể về những nhân vật liên quan đến cái chiến thắng Buôn Ma Thuột này, và bạn lựa chọn một nhân vật để kể. Hoặc là sự kiện lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tương tự như thế, các bạn sẽ lựa chọn cái nhân vật có liên quan đến cái đến cái sự kiện này để các bạn viết. Rồi ngày 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam. Thì cái này chúng ta sẽ viết về Bác Hồ là một trong những cái sự kiện lịch sử rất là quan trọng của đất nước ta. Đến đây rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách làm của cái bài văn này. Ở đây cô sẽ kể về cái sự kiện liên quan đến việc Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Đây là một trong những cái sự kiện đánh dấu cái bước đi đầu tiên của Bác Hồ khi ra bên ngoài để tìm ra con đường cứu nước cho đất nước ta. Thì cái việc Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước này nó liên quan tới rất là nhiều câu chuyện, nhưng ở đó cô lựa chọn cái câu chuyện Hai Bàn Tay, đó là cuộc nói chuyện giữa Bác Hồ với lại anh Lê, một người bạn của Bác Hồ, để cùng nhau ra đi tìm đường cứu nước. Hiện diện trên màn hình của chúng ta đó là hình ảnh của Bác Hồ, một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, vị cha già kính yêu của người dân Việt Nam. Tiếp theo đó là hình ảnh Bác Hồ trên con tàu ở bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Và lúc này ha, các bạn sẽ nhìn thấy trên cái Bác Hồ đang mặc một bộ đồ là đầu bếp. Bác Hồ lúc này đang làm đầu bếp ở trên cái chuyến tàu ha. Và đây là cái nguồn gốc để Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Bác Hồ đã nói là nhân dân Việt Nam, trong đó có ông cụ thân sinh ra tôi, lúc này thường tự hỏi nhau ai sẽ là người giúp mình thoát khỏi ách thống trị của Pháp. Người này nghĩ là có người lại người người này nghĩ là anh, có người lại nghĩ là Mỹ. Để có thể tìm được con đường cứu nước thì phải đi ra nước ngoài. Tôi phải đi ra nước ngoài xem xét là họ làm như thế nào để về giúp đồng bào. Đó là câu nói của Bác Hồ, và chính cái câu nói này nó đã khẳng định cái tinh thần, cái ý chí quyết tâm của Bác khi đi ra nước ngoài để có thể tìm ra con đường giải phóng ách thống trị cho Bác Hồ, cho dân tộc Việt Nam. Đây là câu chuyện Hai Bàn Tay mà cô với các bạn sẽ cùng nhau viết về câu chuyện này. Câu chuyện này như sau. Trước khi ra đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ còn rất trẻ, mang tên là Nguyễn Tất Thành. Lúc đó anh Thành có một người bạn thân tên là Lê. Một lần cùng nhau đi chơi phố, đột nhiên anh Thành nhìn thẳng vào mắt bạn và hỏi:
anh Lê, anh có yêu nước không? Câu hỏi đột ngột khiến anh bạn ngạc nhiên lúng túng trong giây lát rồi trả lời: tất nhiên là có chứ. Anh có thể giữ bí mật không? Có, tôi muốn sang Pháp và các nước khác, sau đó xem xét họ làm như thế nào. Tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta. Nhưng nếu đi một mình, thật ra cũng có điều mạo hiểm như khi ốm đau. Anh muốn đi với tôi không? Nhưng bạn ơi, chúng ta lấy tiền đâu mà đi? Đây, tiền đây. Anh Thành vừa nói vừa xòe rộng hai bàn tay. Chúng ta sẽ làm việc, chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi. Thế anh cùng đi với tôi. Thế anh cùng đi với tôi chứ? Bị lôi cuốn vì lòng hăng hái của bạn, anh Lê đồng ý. Nhưng sau khi nghĩ lại về cuộc phiêu lưu trên thì anh Lê không đủ can đảm để giữ lời hứa. Vài ngày sau, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi từ cửa nước. Vậy rõ ràng các bạn, chúng ta sẽ cùng phân tích cái tác phẩm này để ghi nhớ được, và khi chúng ta viết bài chúng ta có thể nhớ được cái nội dung này rõ hơn ha. Tức là Bác Hồ trước khi ra đi tìm mình cứu nước, có đi dạo Sài Gòn với lại anh Lê, một người bạn của mình. Và bác đã có nhà ý đó là muốn rủ anh Lê cùng đi ra nước ngoài để tìm con đường cứu nước, thoát giúp dân ta thoát khỏi ách đô hộ. Thì lúc này bác có hỏi anh Lê là có muốn đi nước ngoài, có muốn đi ra nước ngoài với lại bác hay không, với mục đích đó là để tìm ra con đường cứu nước. Thì anh Lê thắc mắc đó là mặc dù anh Lê có yêu nước nhưng anh Lê không biết lấy tiền đâu mà đi. Thì Bác Hồ đưa đôi bàn tay ra, Bác Hồ bảo: tiền đây, chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để đi và để tìm ra được cái con đường cứu nước. Lúc này anh Lê cảm thấy người bạn của mình nó quá xinh xáo, cho nên là không thể cưỡng lại được cái lời mời của bạn, cho nên cũng là quyết định đi. Nhưng sau đó có lẽ anh Lê đã suy nghĩ lại ha, và cảm thấy có quá nhiều điều phiêu lưu mạo hiểm ở trên cái chuyến đi này, cho nên anh Lê đã không đi. Anh Lê đã không can đảm để giữ được cái lời hứa. Và Bác Hồ của chúng ta, dù không có ai đi cùng, vẫn một mình lên đường để đi tìm con đường cứu nước cho dân tộc. Đây chính là cái câu chuyện này, và câu chuyện này sẽ được chúng ta kể lại bằng lời viết của mình. Vậy thì ở trong cái văn bản này, để có thể làm được cái văn bản, chúng ta cần phải đảm bảo được các yếu tố. Ở phần mở bài, đây sẽ là cái hướng dẫn chung cho cái dạng bài văn này. Ở phần mở bài, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cái gì? Tức là chúng ta phải giới thiệu về nhân vật. Và giới thiệu được sự kiện được kể liên quan tới nhân vật. Sự kiện liên quan tới nhân vật này ha, và khẳng định được đó là một sự kiện có thật ha. Sau đó chúng ta sẽ vào phần thân bài. Ở phần thân bài này thì chúng ta cần phải đảm bảo được các nội dung như sau. Thứ nhất đó là phải giới thiệu chung về lai lịch, về nguồn gốc, về xuất thân ha. Giới thiệu về lai lịch, về nguồn gốc, về xuất thân. Rõ ràng chúng ta đang viết về những nhân vật lịch sử thì chắc chắn là các bạn cần phải, chúng ta đang viết về nhân vật lịch sử thì chúng ta phải nói được lai lịch, nguồn gốc, xuất thân của nhân vật đó. Nhân vật đó sinh năm bao nhiêu, mất năm bao nhiêu, quê quán ở đâu, có nguồn gốc như thế nào ha, các bạn phải nói ra được. Và đồng thời các bạn phải nói được sự ảnh hưởng của nhân vật đó đến với lịch sử, đến với sự phát triển của nhân loại. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai đó là giới thiệu. Giới thiệu và kể về cái sự việc. Liên quan đến nhân vật. Chúng ta sẽ kể về cái sự kiện đó, cái sự kiện mà chúng ta muốn kể liên quan đến nhân vật. Và như cái văn bản của cô muốn đưa ra đó là cô muốn kể lại cái câu chuyện hai bàn tay nhé. Và chúng ta sẽ kể về cái nội dung về cái câu chuyện này. Sau đó chúng ta sẽ nhận xét qua cái câu chuyện đó, chúng ta thấy nhân vật này như thế nào, nhân vật như thế nào. Rồi gì nữa, chúng ta, và cuối cùng chúng ta sẽ rút ra được bài học cho bản thân mình.
Đây, rút ra bài học. Đây chính là cái sườn để chúng ta viết phần thân thân bài. Sau khi viết xong bản thân bài rồi thì chúng ta sẽ tới phần kết, kết bài. Khẳng định lại. Khẳng định lại. Phần phẩm chất tốt đẹp ha. Của nhân vật. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ gì đây ha, một lần nữa chúng ta sẽ ha rút ra bài học cho chính bản thân mình. Cho chính bản thân mình ha. Ở đây các bạn lưu ý dùng cho cô. Ở phần giới thiệu và kể về sự việc liên quan đến nhân vật thì các bạn có thể chia nhỏ nó ra thành hai phần ha. Các bạn có thể nói về phẩm chất tốt đẹp của nhân vật đó. Và phẩm chất tốt đẹp này có liên quan đến gì tới cái sự kiện đó ha. Các bạn có thể chia nhỏ ra hoặc như cô sẽ viết chung vào một phần. Thì đó chính là cái lập dàn ý chung của cái dạng bài văn viết về một sự kiện có liên quan đến một nhân vật lịch sử. Sau khi các bạn đã nắm được cái phần lập dàn ý này rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cụ thể vào bài ngày hôm nay.